Em còn 4 bộ ha. Dạ. Cái to SPA440. Dạ, một bộ màu trắng, hai bộ màu đen, một bộ màu đỏ và một cái màu đỏ. Cái này tặng đi. Cái này tặng đi. Rồi, 4 bộ nhưng mà hàng em đấu nhập về nhưng mà nguyên lô nhiều lắm, bán gần hết rồi. Giờ còn lại 4 bộ nhưng mà khổ nổi chứ. 4 bộ thì em lại chỉ có đúng một cái bộ dây hai đầu 2.5 giống vậy thôi. Cái dây này dùng để kết nối giữa hai loa với nhau. Dây này dùng để kết nối hai loa với nhau. Dây 3.5 này kết nối thiết bị ngoài adapter. Adapter thì từ 100 đến 240V là nữ có cắm 220 thoải mái. Coi như em bán 4 bộ này tặng cái loa này, mấy bác về làm gì thì làm. Nhưng mà chỉ có đúng một cặp dây thôi nha. Thành thử ra mình thí dụ vậy, nếu mà muốn xài ba bộ kia thì ok. Mấy bác tự trang bị dây thêm giùm em. Cái này ra chợ hoặc là mua đồ mua mua dắt về chế gì đó. Tất nhiên em test hết rồi. Em lấy cọng này nè. Em test cho ba bộ này, test xong xuôi hết rồi. Ok, chạy tốt hết ha. Đó. Rồi, như vậy đi.